Ôi trời trời ơi. Bình. 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 Trời ơi. À. Gì cô? Mày bị phong đòn gánh hả? Mày làm gì mày đứng mày cứ vậy là sao? Trời cô, tôi không biết gì hết trơn á, không biết gì là nghệ thuật. Con đang tập vũ đạo cho con đi diễn show mà. Đây người ta đang ngồi, người ta suy nghĩ tới tương lai sáng lạng, tiền đổ ập lên đầu, nhảy nhót hoài nhức cái đầu. Ủa? Trúc lại ngồi coi. Em ăn gì vậy? Tao với con Trúc. Sao? Hùng hạp cái vụ miếng đất đâu á. À. Trời ơi, tao nghĩ tới cái ngày mà trời ơi, tao bán cái miếng đất ra. Tao đi mua xe hơi. Tao đi mua nhà. Trời ơi, tao sướng. Tao sướng hơn cái tên Nguyễn Thị Sướng tao. Chắc chắn có phần con trong đó. Ở đâu ra? Thì phần của con. Mày làm gì mày có gì mày đòi có phần? Con lâu kéo mì vô mà đó là... Trời ơi, phần của con chứ, phần đẹp trai của con nè. Trời ơi, mày hay quá, trời ơi, mày hay quá. Trời ơi, mày lôi kéo mì vô. Trời ơi, mày đẹp trai. Ờ, mà cũng công nhận là mày đẹp trai. Cô nói thật với con nha, nếu mà cô biết trước mà làm cò như ông hai á. Dạ. Mà ngon lành cành đào như vậy, tao làm lâu rồi, cái trường tao giật mối ông hai luôn. Trời ơi. Tao giật luôn. Trời đất ơi, ngồi có một chỗ à con. To ngon chỗ thôi à. Mà ăn ngon quá trời luôn. Bác hai mà để cho cô Tư biết hả, là hả, đâu phải là bác hai. Trời ơi, bác hai nổi tiếng là keo kiệt mà. Mày đó. Mày lo chuyên môn mày đi nói xấu bác hai mày không. Trời ơi. Mà mày phải biết phải nhờ bác hai mày giúp mày ha. Thì mày mới có được vậy nghe chưa. Nhưng mà cô Tư có thật sự công nhận là con nói sự thật không? Sự thật. Chứ con nói xấu đâu. Thôi bỏ cái vụ đó đi. Mà chắc chắn lời không cô Tư? Hương nhiêu vốn liếng con là con bỏ vô hết rồi nha. Cô Tư nói với con á là mình phải có tâm linh. Giống như là cái tụi mà Gen Z gì đó. Là nó là có một cái câu mà thưa với vũ trụ là vũ trụ sẽ cho mình đạt được hết. Con hiểu không? Câu đó là câu gì cô Tư? Ví dụ như là bây giờ con đang đứng con cầu nguyện thế cho tôi có được miếng đất. Cho tôi có được miếng đất. Vũ trụ ơi! Vũ trụ ơi! Cho tôi có một miếng đất! Cho tôi có một miếng đất! Trời ơi! Cái gì mà đa cấp dữ vậy trời? Làm gì đa cấp? Đa cấp? Đó là tâm linh. Giống như bây giờ má mày bán bún bò Huế mà không đút ngang trong đĩa coi bán đắt không? Tâm linh gì con thấy tâm trạng quá nè, giờ con lo lắng quá luôn nè. Ê con Miên nó đi đâu sao lâu quá vậy? Thì bữa nay là nó đem 900 triệu về cho cô Tư mở điện cho nó coi. Mà chắc nó sắp về đó. Nhưng mà nha. Gì? Con Mi mà nó đem tiền về là trời ơi, công của con cũng lớn thiệt đó nha. Ủa công gì mà mày cứ đòi lớn hoài vậy? Trời ơi, lúc đó con có tiền. Biết sao không? Để con đi sắm đồ đi diễn. Mà con đi diễn nhiều nhiều số thì được nhiều tiền. Mày làm ơn mày lo học hành giùm tao. Mày cứ đòi đi diễn hoài. Bà ba mới nhảy lên nóc nhà mới dặm xuống hoài ha. Đúng cái đây mà tập nhảy rồi ha, đi mua đồ đi. Mẹ mà biết một cái thấy cái cảnh à, hoài. Con ngồi gì vậy? Trời ơi, cháu dâu của cô Tư. Trời ơi, tôi chờ nó như cá chờ nước vậy đó. Ngồi đi con. Trời ơi, con nhỏ này xếp chút xíu nữa để con liền lấy ly nước. Xếp chút xíu gãy hàm răng giả rồi thấy không? Trời ơi. Mệt quá, mệt quá. Đi vô lấy nước lẹ lên. Dạ. Con Mi nó uống. Trời ơi, cháu dâu tôi trời quá, ơi. Mệt quá hả? Thôi khỏi đi. Phải uống con, phải uống. Trời ơi, nó mệt mỏi quá mà. Mi ơi, Mi, trời cô Tư chờ đợi con đem tiền về. Mi ơi, con là một vị ân nhân của cô Tư. Kể từ bây giờ cuộc đời thằng Bình cô Tư trao cho con hết. Con là một đứa cháu dâu mà cô Tư yêu thương nhất trên cuộc đời này. Mi ơi, đâu tiền đâu con, đưa tiền đấy con. Đưa tiền cho con lẹ lên. Để từ từ. Trời ơi. Chút. Dạ. Con coi đó, 900 triệu mà nó bỏ đồ bỏ gọn bơ trong cái bóp nhỏ xíu của nó vậy là con. Trời, con coi nó dở vô trời mắt. Trời ơi. Đâu được, nó lấy 900 triệu ra cho cô Tư lẹ lên con. Trời ơi, cô Tư đang chờ đợi từng giây từng phút. Cô Tư đừng có hối quá, để con bé thở đã. Ừ, con có tiền. Ủa cái gì kỳ vậy con? Là thật sự là con muốn giúp thiệt. Ừ. Lúc anh Bình nó kêu con mượn 900 triệu là con gọi điện thoại. Có anh Bình đó luôn nè, con gọi điện thoại con kêu nó đưa tiền thiệt. Nó hứa với con cho đã xong bây giờ nó quay xe nó nói là nó phải đi đầu tư cái chỗ khác, đầu tư nhiều tiền hơn. Bây giờ nó hết tiền rồi nó không chịu đầu tư nữa. Trời ơi, bạn em này cũng lớn rồi chứ đâu phải là nhỏ đâu mà ăn ngay nó ngược vậy. Bây giờ em kêu bạn em ra đây đi, chị nói chuyện với bạn em cho. Là con không đưa đồng nào cho cô Tư luôn. Không có luôn.
Nhưng mà tôi yên tâm, tôi yên tâm. À, cái vấn đề này á là bỏ qua vụ tiền đi. Mình vẫn là người một nhà, con vẫn là cháu dâu của Tư, rồi em vẫn là em gái của chị, em vẫn là vợ của anh Bình. Thôi anh Bình à. Ê, bà bị điên hả bà nội? Trời đất ơi, không có tiền mà đòi một nhà với hai nhà. Rồi bây giờ 200 triệu của tôi cọc cho người ta rồi sao? Không có tiền là coi như là mất cọc đó. Ôi Út ơi, Út ơi, 200 triệu đó có 50 triệu của con nữa, mồ hôi nước mắt mà mạng sống của con luôn á. Mày bây giờ nè, chị nói với em nè. Em bằng người giá em kiếm 900 triệu đó, em về em bỏ 900 triệu ở đây nè. Sao mà chị bắt trói thằng Bình lại, nó không chịu ấy. Chị đánh nó ngất xỉu, chị giao cho em luôn. Chỉ còn là 95 triệu ở đây thôi. Thôi chị chết liền hả My? 50 triệu của chị My hết. Nói chung là bây giờ mọi người bình tĩnh, không có chị hết, không có gì hết. Em sẽ đi kiếm 900 triệu. Em đem về đây em chồng ở đây nè. Đúng, đúng. Để em lấy anh Bình về cho em. Bây giờ bình tĩnh, không có chuyện gì hết. Em đi kiếm 900 triệu. Dạ, đúng rồi. Không có gì hết. Con kiếm 900 triệu, kiếm 900 triệu. Nha, nhưng mà con không hứa, con hứa. Miễn sao con đi kiếm được rồi ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đi. Không rồi, đừng cãi nó, đừng cãi nó. Để nó đi kiếm 900 triệu. Mày nghe nó nói không? Dạ. Nó hứa chắc chắn mà còn không có 900 triệu. Nó nói với tao là con không có hứa, nhưng mà con sẽ đi kiếm 900 triệu. Rồi ở đâu nó đào ra? Là hồi nãy nó chưa hứa. Chết. Cô Tư rồi con ơi, 200 triệu của cô Tư. Trời Bình ơi, mày giết tao rồi Bình ơi. Trời ơi. Con trả 50 triệu cho con được không? 50 triệu gì? Con có 50 triệu còn cô Tư 200 triệu nè. Anh ơi, cái gì mình biết thì mình làm. Trời đất ơi, lũi đầu vô ham hố, bây giờ ôm xô dừa. Miếng đất ta đáng lẽ thôi mày để cho ông ai mua đi. Tụi bay cũng dành. Mày ham hố, giờ mày mất là vừa. Có gì, tao em tiếc chứ bộ. Tiếc, tao đã nói rồi, phần của ai nấy hưởng. Mày đặt đeo đeo. Con, bây giờ gọi điện cho bác Hai, kêu bác Hai tính với mình được không? Alo. Anh Hai ơi. Xin lỗi, gặm đầu bên kia, nhả ra nói chuyện chút xíu coi. Alo. Anh Hai đang đâu? Alo. Gì vậy? Alo. Chú là chú đúng không chú? Gì? Trời ơi, chú ơi, cái hợp đồng vay của chú trễ hẹn hơn một tháng rồi. Nếu mà chú không thanh toán thì bên chúng tôi sẽ giao thông tin của chú cho bên thứ ba tôi hồi nợ đó nha. Cứ giao đi, tôi không biết gì trơn. Trời ơi, lộn số là bà nội. Trời mệt. Ở đâu mà cứ tràn tới gọi hoài. Gọi trong Hai hoài gọi không được. Cái chuyện lúc cần á thì không thấy. Còn lúc mà không cần đây luôn thì hiện hồn qua đây hoài à. Cái ông Hai này nè, nói qua. Alo. Trời đất ơi. Cái gì kỳ vậy? Tôi nói tôi không có biết cái vụ gì đó trơn. Trời tự nhiên vậy. Mệt quá à. Muốn chịu lộn phải không? Này ơi, Khai ơi. Thì sao kỳ vậy cô Tư? Dạ, bây giờ. Đó, bà thấy không? Nó quyết nó đòi mua miếng đất, đặt cọc cho người ta đã. Bây giờ nó nói nó hồi là hồi sao? Không phải là em hồi, trời em cưng cái miếng đất nó như vàng như ngọc mà anh ai. Tôi đặt cọc rồi, không lấy là mất 200 triệu á. Không mất được, không mất 200 triệu là chết em anh ơi bây giờ. Vậy bây giờ mà chỉ đưa đủ người ta thôi mà lấy miếng đất đó ra công chứng là xong làm ký tên. Không phải là em không có đưa đủ, bây giờ em chỉ còn có thiếu có chút xíu thôi à. Vậy thiếu nhiêu? Em cọc trước 200 rồi, bây giờ em còn thiếu có 9 à. Không sao đâu, 90 triệu anh Hai thương lượng với người ta được. 900. Má ơi, muốn hết muốn ngồi luôn cái tiền á. Miếng đất người ta 1.3 tỷ mà thiếu 900 triệu. Sao không thiếu luôn nguyên miếng đất đi? Được không anh Hai? Mình thiếu nguyên miếng đất. Trời ơi, bây giờ mày còn nói được hay không hả? Giờ mày không đưa người ta là mất cọc á. Thôi không có mất được, không có mất được. Bác Hai ơi, chết con luôn á bác Hai. Trời ơi, giờ sao anh Hai? Lần trước tôi nói để tao mua đi. Không chịu, dành mua. Tao nhường cho mày. Hay, anh nói rồi, không có biết con khỉ khô mày lủi vô. Đây là chuyên gia nè, mày thấy không? Sự chuyện không có, cũng có nguyên miếng đất, thấy chưa? Bởi vậy đòi mua, mà miếng đất mua là có lời. Tôi nói rồi mua rồi, chạy chạy tiền có không? Có. Thì tại vì nó hứa với em rồi, bây giờ. Bây giờ sao? Em có cách rồi. Cách gì? Anh Hai cho em mượn 900 đi, rồi xong em lấy miếng đất đó xong, em bán ra, hai anh em mình chia. Thôi cũng được á bác Hai. Vậy đi bác Hai. Nếu anh Hai đủ tiền, bác Hai mày đủ tiền, tao mua luôn, tội gì chia? Mày không có 200 mà. Mày kêu chia với mày. Trời ơi cô. Sao bây giờ cô? Alo. Alo chú Quá đúng không chú? Tôi Quá nè. Trời ơi chú ơi, cái hợp đồng vay của chú á trễ hẹn hơn một tháng rồi. Chú làm ơn làm phước chú thanh toán giùm tụi con đi. Nếu không á là tụi con sẽ giao thông tin của chú cho bên thu hồi nợ thứ ba đó nha. Ủa tôi vay cái gì? Trời ơi, chú vay cho một cô gái là 40 triệu tiền gốc lại 60 triệu tiền phí dịch vụ đính kèm đó. Hồi nào vợ tôi không có mượn tiền ngân hàng gì đó. Bây giờ mấy người muốn làm gì làm. Làm là sao chú phải thanh toán đi chứ. Tự nhiên không có mắc nợ, tự nhiên bắt người ta thanh toán. Ủa chú. Ủa gì vậy anh ơi? Tự nhiên không có đòi nợ à. Tôi nói là có phiền nha. Tôi không có nói chuyện nữa.
Ủa em hả? À, anh đâu có đưa mượn giùm ai 40 triệu cho cháu gái gì đâu. Anh nói thiệt mà. Không phải bồ nhí luôn, không có bồ nhí. Đừng tự tử, anh về liền. Đi về liền. Rồi bây giờ bác hai ơi, giải quyết cái vụ đó. Bây giờ của con giờ chạy lên phường giải thích cái vụ đó, rồi bây giờ miếng đất tôi đây sao? Bác hai có bồ nhí. Bác hai làm sugar daddy. Ủa ghê quá. Gì vậy Bình? Dạ. Có gì không vậy? Cái vụ này tao nghi ngờ chắc có lộn xộn gì đây nè. Trời ơi. Bây giờ cái chuyện bác hai mày có sugar baby hay không tao không quan trọng. Bây giờ tao quan trọng là 200 triệu của tao nè. Trời ơi chết rồi Bình ơi. 200 triệu của cô Tư. Bây giờ làm sao đây con ơi, con nói chuyện với con My giùm cô Tư đi. Trời ơi, tại sao vậy My ơi, tại sao? Trời ơi, tại sao mà muốn nói là nói, muốn su là su. Trời ơi, đáng lý là ngay từ đầu tôi phải ký hợp đồng với nó. Cái con này nó quá lương lẹo. Tại sao tôi lại tin tưởng nó? Trời ơi, để đến bây giờ tôi phải đau khổ. Trời ơi, thà người đứng thà người đứng đi. Đến bây giờ tôi đâu phải có 200 triệu này. Trời ơi, tôi đau khổ. Cái gì vậy đấy? Alo, ai? Dạ không biết. Ai tên My? Đâu có quen ai tên My. Mượn tiền mượn bạc gì? Không có. Ở đây không ai mượn tiền mượn bạc gì hết nha. Dạ trời, con gọi chị ấy mấy hôm nay rồi mà không có được. Nên con mới gọi cho những người mà lúc chị là hồ sơ á, là chị cho con, là trong đó có số của cô á. Cái gì vậy trời? Tôi có biết My nào đâu mà có số điện thoại của tôi. Gọi đi kiếm đi, tôi có liên quan gì đâu. Tôi không có biết mượn tiền mượn bạc của ai chân á. Nhưng mà tụi con không có gọi được cho chị ấy. Trời ơi là trời, ba ơi ba gọi không được rồi. Tự nhiên ba gọi cho con giải quyết được cái gì cho ba ba? Ủa? Nhưng mà nếu không phải thì sao vậy cho số của cô? Ủa ai biết ông nội ơi, hỏi tôi rồi tôi hỏi ai? Có nhiều khi thì cái số điện thoại ở trên tổng đài, rồi nhiều khi thấy cái tên tôi đẹp quá, cái tên tôi sướng quá, rồi tự nhiên rồi lộn cho vô thôi chứ tôi biết cái gì đâu. Thôi nghiêm, làm phiền quá à. Bye. Trời ơi Bình. Bình ơi, cô có cách nào con cứu cô Tư không? Bình ơi, cô Tư chết chuyện này Bình ơi. Trời ơi, con nói chuyện với con My giùm cô Tư đi con ơi. Bây giờ con không còn cách nào hết mà con thuyết phục mấy My nó không được. Mày nói chuyện sao mà mày không thuyết phục, mày hung nó vài cái giùm tao cũng không được nữa sao Bình? Trời ơi, nó có xấu xí lắm đâu. Mày nhắm mắt mày hung đại cũng được vậy. Con nói thiệt với cô Tư luôn, hung My mà ra 900 triệu con cũng hung rồi. Rồi mày hung chưa? Chưa. Mày chưa hung bởi vậy nó đâu có đưa tao 900 triệu. Nó nói sao? Ui, lòng dầu sôi lửa bỏng gọi nữa. Alo. Trời ơi, đã nói là không có mượn tiền, sao có đổi hoài vậy? Ủa, phiền ghê. Con cũng bị làm phiền nữa hả? Dạ, cứ gọi con hoài, con không biết ai dùng số điện thoại con để mượn tiền nữa. Cô Tư cũng vậy nè, gọi hoài nè. Trời ơi, chết rồi. Cô Tư ơi, lúc đầu ba con nói đúng á. Phước của bác hai hưởng một mình. Chứ tự nhiên giờ cô Tư, tụi con đồ hưởng lây không được đâu cô Tư ơi. Mà quên nữa, mấy cô Tư qua hỏi giúp bác hai đi. Sao mày nói chuyện giống ba mày quá? Ở đâu ra mà sao mày nói chuyện giống ổng quá? Trời đất ơi, mắc cười quá, tự nhiên cái kêu đi qua. Tao cũng muốn qua ổng lắm mà mày thừa biết rồi. Hôm bữa cái vụ mà cái gì mà sugar baby gì đó. Đó rồi bây giờ ở nhà bà hai bà ghen lòng ghen lộn. Tâm trí đâu mà bà mua đất. Đó rồi bây giờ trong cái thời điểm như vậy, dầu sôi lửa bỏng em mình như vậy đó, mà nghĩ sao còn đi có bồ nhí được. Tao khổ tâm dễ sợ không. Alo, anh nói ở đây không có mượn tiền gì hết. Còn nếu mà bây giờ muốn có bằng chân thì đi qua nhà tôi đi, rồi nói chuyện. Mệt. Dạ chú ơi, cho con hỏi. Dạ, ở đây có phải là nhà của bà Nguyễn Thị Sướng không chú? Sướng hả? Dạ, Nguyễn Thị Sướng. Sướng, Sướng. Sướng em tôi. Dạ, dạ bà Sướng đâu chú? Dạ, nói chung là con cần gặp bà Sướng để có giải quyết một số công chuyện gấp. Ngồi. Dạ. Chơi, ngồi chơi. Bình ơi. Dạ. Bình. Biểu. Dạ ba. Ba kiếm cô Tư mày, kêu cô Tư mày về coi. Dạ. Bà Sướng dạ. Á, bà Sướng em. Dạ, 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 để con kêu. Ngồi chơi không? Dạ, dạ.
Dạ sao chú? Mà con dính lọ nghẹ hả chú? Không, 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 không. Dạ. Ừ. Ủa, kiếm Sướng có chuyện gì không? Cái gì vậy? Tự nhiên đang đi ra chợ mua miếng đồ rồi cái thằng Bình lạnh mà nó kêu đi gấp quá vậy? Chị Sướng hả chị Sướng? Dạ em Sướng. Dạ chị Sướng ngồi chị Sướng. Dạ ok, ok. Dạ nói chung dạ, là... Dạ em muốn ngồi là em ngồi thôi anh. Dạ nói chung là khi nào thì trả tiền ạ? Ủa cái gì? Dạ trả tiền. Ủa gì vậy anh ba, tiền bạc gì đây vậy? Mày đừng có hỏi tao. Tao dồn có bản mặt này tao biết mày rồi nha mày. Cái gì anh ba? Đúng rồi tao đã nói rồi. Mày mượn tiền người ta mày lấy mua đất phải không? Trời, phải không? Cô Tư mượn mày tiền. Tao nói miếng đất mày để cho anh hai mày mua đi. Mày còn xía vô trong cái chuyện đó để chi vậy? Hả? Cô Tư mượn tiền tao, tiền đâu cô Tư trả? Mượn nào? Cô Tư đâu có. Anh ba em đâu có mượn tiền mượn bạc gì của ai đâu. Trời, mày không mượn tiền tại sao nó vác hai cây kiếm tới nó rồi? Trời đất ơi. Dạ dạ con đâu có đem theo kiếm. Trời đất ơi, hai cây bích đao ở trên đây là không thấy hả? À? Hai cây thanh long đao xăm gì đậm quá vậy? Nhưng mà có. Nè nè đây chị nhìn coi. Đây. Đây có phải là địa chỉ số điện thoại của chị không? Không phải. Ờ đúng rồi, số điện thoại của tôi. Rồi tên tôi luôn. Thì đó đúng rồi. Ủa nhưng mà tôi đâu có mượn tiền mượn bạc gì của anh đâu. Nhưng mà chị là người bảo lãnh. Ủa tôi bảo lãnh ai? Là bảo lãnh cho con bé My. Trời My nào? Ủa có phải đúng bé My không? Thì đất ơi anh ba ơi, con My thuê nhà. Con My thuê nhà mình. Đúng lãnh rồi. Hà Nam này trong đây nữa. Cô My á lấy cái số điện thoại của chị làm cái số điện thoại tham chiếu để mượn nợ cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không liên lạc với cô My thì bây giờ là tôi phải tìm chị để chị giao cô My ra đây. Thôi, tham chiếu à, tham lam gì mấy người tự tính. Tự nhiên con My đâu có bà con chồng họ gì mình đúng đâu. Đúng rồi. Ờ, tôi gì đi gì đi. Nhưng mà làm sao tôi biết được, đây là cái số điện thoại cô My đưa tôi mới biết được chứ. Không, tôi nói đi gì à, tôi đây không có dính dáng gì trơn trời á. Đâu có dính dáng gì đâu. Nè, mấy người đừng có lật lộn nha. Lật tôi có mấy người biết nha, không phải tôi đi một mình đâu. Vậy chứ đi mấy mình? Tôi đi đây là ngoài kia kìa, còn một chiếc xe con 5 chỗ chứa 14 đứa ở trong đó. Rồi. Chiếc xe 5 chỗ mà chứa 14 người. Đừng có khè. Ta ra tao coi mà không anh có tao vô tao gỡ tay cây kiếm luôn nè. Trời ơi chị, trời. Chị giao cái My ra đi. Giao cái gì nè, tôi nói cho cô gái đồ lông nghe nha. Không phải là muốn đem theo hai cái đao rồi muốn làm gì làm nha. Nhưng mà nếu mà chị không liên quan với My thì làm sao có số điện thoại có địa chỉ được. Nó thuê phòng trọ của tôi nhưng mà không có lý do là tôi phải cho nó mượn tiền. Tôi không cần biết, bây giờ phải giao Diễm My ra đây. Nói mà cũng nói không có chính xác. Cho giá như vậy mà ăn nói không có trung thực. Ủa sao không trung thực? Chiếc xe ở ngoài mấy chỗ? Dạ 15 chỗ. Mày chở mấy người? 14 đứa. Ai nói 14 đứa? Chứ nhiêu? Tôi ra tôi đếm là 16 đứa. Trời ơi. Thằng lớn với thằng tài xế nữa mà hai đó xỉu rồi. Trời ơi. Mấy đứa kia không có máy lạnh mồ hôi nó đổ y như là nó ở trong cái nồi xong vậy đó. Trời ơi. Rồi bây giờ nó bây giờ sao? Tôi không biết gì đâu. Thì bây giờ chúng ta đâu? Ủa trời, bác Hai. Cái gì vậy? Con Nhiễm My đâu? Anh bị tụi nó quýnh phải không? Anh bị tụi nó quýnh phải không? Mười mấy đứa nó quýnh anh phải không? Trời kiểu gì nổi. Sao anh ba? Trời sao vậy hai chuyện gì? Từ từ nói tại sao mà cho đạn em quýnh không? Không có đâu có quýnh mấy tụi. Sao con mắt ông vậy nè? Là sao? Từ đi anh ba coi anh hai nói gì? Con Nhiễm My đi mượn tiền. Mượn tiền ai đó tự nhiên không lấy số điện thoại của anh hai. Nó cho người ta. Người ta điện tới. Con vợ anh nó tưởng con Nhiễm My là bầu nhí của anh. Trời ơi. Sao bay vô nó quánh anh? Trời ơi thôi chết. Anh học xuống nhìn vô cái cùi chỏ của nó. Ừ, bành mắt luôn hả? Bên cái chỗ hồng nó có ai vô mà mày lôi đầu nó ra đây cho tao coi. Nãy con qua con tìm cô đó, cái phòng nó khóa cửa rồi. Trời đất ơi. Bây giờ gia đình rối quá, bây giờ tôi không biết, bây giờ Nhiễm My đâu? Nhiễm My đâu? Đây cô gái đồ lông. Tôi nói cho anh nghe nha. Sau cái lúc mà anh cho mượn tiền đó, anh cho nó mượn tiền, anh chó cầm tiền, anh không kêu gia đình tôi ra. Bây giờ anh nói trốn rồi, anh đi kiếm gia đình tôi làm sao? Tại sao tôi điện thoại đuôi lọt chồng té nổ hay con mắt đổ ghèn không thấy được. Bởi vậy nó đưa số điện thoại thì gọi lại đây đó. Coi đàng hoàng xác nhận đi lúc đó cho mượn. Cô nói rồi, cô chửi đừng nói vụ đuôi. Tao thốn. Nói chung là tôi không cần biết. Bây giờ các người đừng có lật lọng. Hay lật lọng. Bây giờ phải giao Diễm My ra đây. Trời đất ơi. Trời Diễm My đâu giao? Con biết đâu giao trời. Mày không thấy nó trong phòng hả? Nó qua cửa ngoài mà. Trời đất ơi, cái con này thiệt. Trời ơi, tôi tức quá trời, tôi tức luôn. Anh hai vô đây ngồi nghỉ đi. Trời ơi, mắt bầm đen coi mà đứng quay. Cái vụ này phải là băng tôi đánh đâu nghe. Chứ là nó mượn của băng khác nữa đó. Băng cái gì? Nhà chả đụng vô trong cái chốt cửa dính líu gì băng của ông. Ngọt thảo quẩy chết hết cả lũ rồi chứ ở đó mà quánh đấm ai. Ủa cái xe ngoài là chở nguyên băng à. Trời ơi Nhóm đồ lông đao, anh biết nhà em hả sao anh tới? Ủa cô đưa địa chỉ nè là của bà Sướng nè chứ đâu.
Mày nghĩ sao vậy My? Mày ở thuê nhà trọ tao, mày nghĩ sao mày cho số điện thoại tao? Tao đâu có thù oán gì đâu. Hai đứa bay yêu nhau đúng không? Đấy. Hai đứa bay yêu nhau, tại sao mày không cho số điện thoại thằng Bình đi? Mày cho số điện thoại tao với anh tao làm chi? Tao có làm cái gì đâu? Tụi tao có nợ nần gì mày không? Tao đâu có ăn hết của nhà mày đâu. Tại con thương anh Bình, con thấy mình nghèo, con không dám cho số điện thoại. Trời ơi, hỏi mấy người giàu giàu không? Mà ơi là trời ơi, tao giàu. Mày cho một mình anh hai tao thôi. Tao không nói mày cho tao, tao nghèo mà. Mà ê anh có bị lộn không? Nó giàu lắm. Nhà nó giàu lắm, anh nghĩ sao mà nó mượn anh mấy chục triệu làm gì có, nó giàu lắm luôn. Đúng rồi, giàu lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói cái anh rằng đi mang lưỡi kiếm trên mặt. Nhỏ này giàu lắm. Nó đi lít xịt. 3-4 người hầu hạ. Trời ơi làm gì có. Trời bà tới mượn tiền mới đi xe ôm đó. Hả? Dạ, cho con đứng dậy con thưa. Sự thật là con đi xe ôm qua mượn tiền bằng nhóm của ảnh. Rồi cái con đi về, con thuê chiếc xe Lexus, cái con thuê luôn băng nhóm của ảnh mà 3-4 người đồ lông đao gì đó hộ tống con đi. Mày cũng biết là tao mượn tiền mày mà, tao đâu có tiền đâu, tao đâu có giàu đâu, mày đưa cái số điện thoại của tao vô đây chi mày tàn nhẫn với tao quá vậy My? Nè tại ông Bình nè. Sao tại giáo tao? Con thương ổng, mà ổng không thương con. Con mới nghĩ ra cái cách đó là con thuê nhà trọ 36 triệu con mượn nợ của ảnh đó. Rồi xong cái con không có tiền, con đóng tiền lãi cho con mượn thêm đầu này đầu kia đầu nọ nữa, cuối cùng một đống nợ luôn. Ủa mày, một đống nợ là chuyện của mày. Mày lôi gia đình tao vô làm chi? Hay là mày lên bàn thờ nhà tao mày ngồi luôn đi cho gia đình tao tế sống mày. Trời ơi, lên bàn thờ cha mẹ, từ tới con này làm chi? Chứ bây giờ anh mày nói vậy được hả? Tao nghĩ đi, bây giờ nhà cửa mình bây giờ tan nát, tao cho số điện thoại tùm lum như vậy rồi sao? Mày đứng mày nói cho đã, mày không hiểu được cái nguyên nhân hả? Cái nguyên nhân cái vụ nợ nần mày biết từ đâu không? Đâu? Từ cái gen đẹp trai của tao mà ra. Trời ơi, cứu nữa trời ơi. Ủa rồi bây giờ gia đình nó trả tiền đi chứ. Bây giờ nè, đó nó đẹp rồi cô này nó mê. Bây giờ nó ra cớ sự như thế này rồi, thấy chưa? Rồi, thôi, bây giờ con tính làm sao? Không bắt nữa, bắt giàu rồi. Bắt cứu con, bắt quá, bắt giàu nhất ở đây. Bạn gái anh Bình à? Dạ. Con thương Bình, con đi mượn tiền. Dạ. Sao cho số của bác chi vậy? Tại bác giàu quá mà bác. Má ơi, tôi giàu tôi cũng là tai nạn cái trời. Rồi bây giờ không có con vợ tôi nó ghen nó quánh nữa. Cái gì mà cả xóm bu lại vậy, hợp mặt cái gì mà đánh nhau rồi cái gì mà bầm mắt rồi cái gì? Bún mời bún đi qua một bên đi, bún đi vô phòng đi, bún đừng có liên can vô trong chuyện này. Bún. Ông gì? Trời ơi cái chuyện này tất cả là gì? Trời ơi gì cái sắc đẹp đó mà bay ra, dạ. bay đó. Cái gì vậy Bình? Cái gì vậy con? Mày. Gì? Mày. Gì? Nó đi tự nhiên hả? Nó đi mượn tiền. Nó đi mượn nợ của anh này nè, xong rồi lấy cả cái tên của cái gia đình dòng họ nhà mình đem vô để nè, số điện thoại của ấy đi chứ. Đủ hết, không sót ai trơn trọi đó. Trời ơi! Giờ là có bún luôn rồi, bây giờ tôi tới, vậy là nguyên cái lò bún cô. Mày ơi! Bún bưng hình thờ mày được chưa con? Hình này hồi đó con chưa có sữa, ghê lắm. Trời ơi! Nhưng mà rồi sao? Đòi nợ thì cũng từ từ. Bình tĩnh đi, chuyện gia đình giải quyết cho. Còn bình tĩnh ngồi đó đi. Cái gì vậy? Sương ơi. Sương à. Cái gì nữa vậy cha? Sương có muốn sướng không sướng? Trời ơi là trời, bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng, nợ nó đòi ngập đầu, biểu tôi sướng. Ông nội tôi sướng không nổi, đừng nói chi tôi. Chuyện nợ nần không phải là vấn đề với bún đâu sướng. Là sao? Bún sẽ làm cho sướng sướng. Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Bị đòi nợ là sẵn hả? Không sẵn đâu sướng. Sướng muốn sướng không? Sướng chỉ cần kêu một tiếng anh búng là sướng sẽ sướng. Kêu đi. Kêu đi. Ôi à. Trời ơi là trời. Đang điên đang khùng nha. Tôi không có giỡn hết trong những cái chuyện này đâu nha. Đi vô phòng đi. Ờ đi. Ở đây nó bị liên lụy nữa đó. Trời ơi được rồi. Cái gì? Im. Im im. Một mình sướng đủ tư cách nói chuyện với tôi thôi. Trời. Tới đây. Bún cho sướng coi cái này, sướng sẽ sướng. Trời cái gì vậy trời, tôi đòi nợ mà. Trời tôi muốn coi gì trời trời. Ngoài kia mười mấy thằng kia. Tao không kêu mày coi. Khoan, cô cái đồ lông bình tĩnh đi để tả tốn cái chuyện nha. Con tĩnh đi. Này đây. Cho chú Bảy đi, chú Bảy sẽ hấp người sướng. Ủa chưa đủ lùng hả? Quỳ xuống nó mới ngang tầm. Trời đất ơi. Trời cái gì vậy? Sướng cứ làm đi, sướng sẽ sướng. Cái gì? Trời ơi trời trời ơi trời. Ông số tài khoản của bún sướng đọc đi. Một số không, hai số không, số một số bốn với lại sao số không, một tỷ tư. Ở đâu trong tài khoản có quá trời tiền nè,
Để Bún nói cho cả xóm nghe, Bún bây giờ không phải là Bún của ngày xưa nữa. Xưa? Với 1 tỷ tư này, Bún có thể mở một cái xưởng bún cho Sướng làm chủ. Sướng chịu chưa? Sướng quyết định đi, mọi chuyện là do Sướng đó. Gật. Anh Bún. Cái gì vậy? Cái gì sao sao ông? Bún, anh dạng lên Bún. Anh dạng lên Bún. Không, em đã mềm như Bún rồi. Sướng mới kêu cái gì kêu lại đi. Anh Bún. Anh Bún. Anh Bún. Anh Bún cho em mượn tiền đi. Em đang cần tiền của anh Bún ơi. Để đó, Bún sẽ lo. Đó là chuyện của Sướng. Rồi, tất cả gian ra hết. Hả? Hôm nay Bún chỉ tới đây để giải quyết chuyện của Sướng thôi. À, còn chuyện của người khác miễn bàn. Bún! Bún! Cái gì? Bún ơi, lại cái gì? Bún. Con lại Bún, Bún. Ê! Bún cứu con, Bún. Bún cứu con đi, Bún. Trả nợ cho anh đồ lúc đau thì con đi, Bún. Có liên quan tới con mi. Bún chỉ làm chuyện của Tư thôi. Còn mày bỏ qua. Gì vậy? Anh trả nợ gì nữa cho em có tiền ra anh ơi. Anh ơi, anh mà không trả nhanh nha, 16 thằng trong xe nó ngọn nó chết anh ơi. Ê, 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 hai đứa bay mỗi đứa kéo một hướng đi. Đây, đây, chạy đây. Trời ơi, có cái vụ gì nữa vậy? Trả nợ. Chứ không được đi. Cho con mượn tiền, cho nợ đi. Không là ông chém, ông chém không phải một mình con à. Ông chém hết cái nhà này luôn á. Ông chém luôn Từ á. Người, nếu mà muốn có khả năng á, muốn muốn giúp nó đi chứ để ngày nào nó cũng gọi là gia đình tan nát đó muốn ơi. Sao vậy? Gì sao sao nữa vậy? Một lời của mỹ nhân nói thôi là siêu lòng dũng tướng. Trời đất ơi. Dạ, trả nợ cho con quỷ nhỏ này đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi được rồi. Bảy sẽ trả nợ cho con. Trả một lần này thôi, liệu mà làm ăn cho đàng hoàng nhớ chưa? Con cảm ơn Tư. Con ơi. Dạ dạ dạ. Anh đi nè. Rồi. Dạ 100 triệu, 100 triệu. Bây giờ nè. Dạ. Số tài khoản đưa qua, tôi chuyển khoản được chưa? Dạ 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 dạ. Ừ. Còn anh đó, tôi nói thiệt nha. Đi đòi nợ thì tới nơi á, nói cái gì nói cho ta. Trời ơi, nó dẻ nè. Trời ơi. Mình cười. Nó dẻ. Trời ơi. Trời ơi, có tiền muốn làm gì làm đâu. Đừng có thấy người ta hiền mà ức hiếp. Tôi trả nợ một lần này liệu hồn mà đừng có léo anh đi chỗ này nữa nghe chưa. Ừ. Còn anh hai, anh về anh nói với chị hai đó, cái miếng đất mà bữa giờ đó, trong đó có tiền nợ của Sướng đó, em mua. Và hai đứa em sẽ cùng nhau sở hữu miếng đất đó. Và từ bây giờ hai đứa em sẽ cùng nhau chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Ok. Anh ơi, chân mà em đều chưa anh? Nói anh coi. Dạ. Hả? Điều gì? Đó, anh đừng có xóa luôn anh ơi. Đó. Trời ơi, em ngại lắm rồi. Trời ơi. Thôi, đi. Rồi bây giờ nè, chuyển khoản xong chưa? Dạ, dạ, chưa? Dạ, rồi em nhắn số tài khoản. Chưa, dạ. Kêu nhắn số tài khoản trả nợ nó, kêu nó xóa số mọi người đi. Xóa hết nha. Dạ, dạ. Xóa hết mình nha. Xóa luôn đi. Dạ, 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 rồi, dạ, 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 dạ. Mày đi. Dạ, 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 nhớ trả nợ cho em nha anh. Dạ, cảm ơn anh. Sướng. Sướng nói gì với Bún đi Sướng. Nói gì cũng được. Thưa Sướng, không lẽ em để cái danh mà ế chồng của em hoài hả em? Thời cơ tới rồi đó, hành động đi. Tao 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 tao